À, vâng ạ, à, xin cảm ơn tiếng hát yêu nữ ca sĩ Bảo Hưng rất là nhiều. Xin mời tiếng hát của bạn Thịnh đúng không em? Chú rể. À, bạn Thái. Vâng, xin trọng kính mời tiếng hát của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Rồi, ca sĩ Dương Ngọc Thái đâu?